xanh và bóng lá dân trường lung linh tờ ngàn hoa màu khăn thắm trên vai âm vang lời thầy cô cùng tiếp bước cha anh xuân sao năm đùa vui trang sách ước mơ năm hồng chúng em hát tiếng hát trường An Nhơn
ngoài cuối chủ chủ nhật thứ bảy. Giám khảo thứ ba là thầy chủ quốc gia cuối chủ chủ nhật thứ sáu. Giám khảo thứ tư là cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 93. Chương trình sinh hoạt xin được phép bắt đầu. Sau đây thì mình xin mời các bạn cùng hướng về màn hình. Cái thầy chủ nhiệm phân công cho ban cán sự lớp và tổ trưởng phối hợp để thực hiện những hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề học sinh với an toàn giao thông. Bọn mình đã tìm hiểu và sưu tập được một đoạn phim sau. Các bạn hãy cùng theo dõi để xem dự đoán xe rồi có thể giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông hay không. Xin mời các bạn đến xem. Thank you.
Vâng, rất nhanh và nguy hiểm. Một tình huống khó chúng ta sẽ làm một cái gì? Ở đây áo sắt đấy, túi sách trắng kiểu Hàn Quốc. Chị đang xài nước như trên sàn, các bác không cần dùng đồ vật. Liệu có quá chặt thời gian không? Chị vẫn được. Quá rồi. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên đã cao khoảng 1m60 và áo phông trắng sâu trên cổ đông. Bóng dáng biệt vệ, nhưng anh di chuyển hết sức lưu ý. Mọi người phải tránh anh. Một phong cách rất thú vị. Theo đường của một cáo tướng, ông di chuyển chậm nhưng chắc chắn. Trên tay ông cầm một loại kim loại gì? Khi ông giơ lên là dòng người sẽ phải lăn ra. Đến như đó là một đường tròn. Không. Đó là một cây quạt. Vâng, chính xác là một cây quạt. Với cây quạt của mình, cụ đã qua đường thành công và không gây tai nạn. Đúng là trẻ kiểm tra ra cây quạt. Đây là một đường bằng xe tay ga của một người nữ. Ông chỉ có biển cấm nhưng chị không lòng xe. Nguy hiểm quá, một vài lạc con gái rất đẹp. May mắn là đã không gây tai nạn xảy ra. Mất cả rồi, dòng xe đang đồng đến những tín dựng giữ khi người đàn ông lao sang làm người 1 triệu. Liệu anh có gây tai nạn không? Rất chậm, anh đã tỏ ra hết sức nguy hiểm. Như vậy là anh đã quay đầu thành công. Một khó tin là anh chưa bị hại cho ai. Máy nắn, dây cao gót và chở bốn bệnh. Chị đang cắt đứt hàng trăm mô tô và xe máy. Rất thông dụng, có lẽ chị đã bị phạm giao thông nhiều lần. Tiếp theo là quay đầu của một... Mời các bạn theo đoạn. Yeah.
Tiếp theo mình xin mời đội văn hóa giao thông lên trình bày phần thảo luận của nhóm. Xin mời nhóm văn hóa. Dạ, kính thưa quý thầy cô và các bạn, em xin đại diện cho đội văn hóa giao thông lên trình bày về vấn đề văn hóa giao thông là gì. Văn hóa giao thông là nghiêm chỉnh chấp hành những điều lệ giao thông, có tính cộng đồng khi tham gia giao thông trên đường. Khi giao thông trên đường, chúng ta cần phải biết không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn phải đảm bảo an toàn cho những người khác. Chúng ta cần phải cư xử có văn hóa khi tham gia giao thông trên đường, như ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, phải biết xin lỗi và cảm ơn khi có va chạm. Từ đó văn hóa giao thông của mọi người sẽ được nâng cao lên, những hành vi sai trái và quậy phá trên đường sẽ bị cộng đồng lên án. Văn hóa giao thông của mọi người sẽ tai nạn giao thông và đường tắc giao thông sẽ được giảm xuống. Giờ phần trình bày xin hết. Tiếp theo mình xin mời lên trình bày về văn hóa giao thế nào là văn hóa giao thông của đội em. Văn hóa giao thông tức là một bộ phận của văn hóa nói chung, là tập hợp bao gồm cách ứng xử tuân thủ các quy định về luật giao thông, như là đủ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không chơi lúa này, không vượt đèn đỏ, và là tập hợp các chuẩn mực đạo đức của người tham gia giao thông, như là giúp đỡ người gặp rủi ro khi tham gia giúp đỡ những người gặp rủi ro khi nên tham gia giao thông, giúp đỡ người già trẻ nhỏ và người bị tàn tật qua đường, không gian lớn làng. Nếu thực hiện tốt văn hóa giao thông thì số lượng tai nạn sẽ được giảm thiểu, và kẹt xe, về vấn đề kẹt xe thì nó có lẽ sẽ được giảm bớt. Em xin nói cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn đội đèn đỏ. Và cuối cùng em xin mời người đến với phần trình bày của đội đèn xanh. Xin mời đội đèn xanh. Sơ nét về cái văn hóa giao thông. Thì từ
thực sự thì về cái văn hóa này thì bản thân chúng ta ai cũng biết rất rõ. Tuy nhiên thì đôi khi nó còn chút xíu nó bâng quơ và dẫn đến những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thì nhận xét sơ lược về bốn đội, phần thuyết trình của bốn đội thì các đội đã tìm hiểu rất kỹ về cái kiến thức văn hóa giao thông này và thuyết trình đã rất xuất sắc. Tuy nhiên có cái phần của đội số 2 đó là đội về đội văn hóa giao thông thì cái phần thuyết trình này nó còn nó hơi lủng củng một chút xíu, và ba đội còn lại thì rất là xuất sắc. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo. Qua phần trình bày của các đội, mình đã rút ra các luận khái niệm về văn hóa giao thông như sau. Văn hóa giao thông được hiểu đơn giản là sự hiểu biết, tôn trọng pháp luật, tôn trọng mọi người, ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm, khi tham gia giao thông, có trách nhiệm với hành vi của bản thân khi tham gia giao thông. Đó được những ý nêu trên được hiểu như là khái niệm về văn hóa giao thông. Sau đây xin mời các bạn đến với phần 2, bình tranh hình ảnh với chủ đề học sinh với văn hóa giao thông. Bây giờ mình xin được công bố thể loại cuộc thi như sau. Đây là phần thi tài năng, cho nên các bạn phải thể hiện tài năng của mình vào bức tranh hoặc hình ảnh. Về bức tranh hoặc hình ảnh, các bạn phải thể hiện được nội dung và ý nghĩa chủ đề mình đã chọn, có lời mình thuyết minh cho bức tranh của mình. Phần nội dung và trình bày thuyết trình của đội nào tốt nhất sẽ được 10 điểm. Các bạn đã hiểu thể loại cuộc thi rồi chứ? Trong tiết sinh hoạt đầu tuần, các đội đã bốc thăm phần thi cho đội mình. Bây giờ mình xin các đội cử đại diện di chuyển lên phía trên để thực hiện. Đầu tiên là phần dự thi của đội vàng. Xin chào quý thầy cô và các bạn, em đại diện cho đội đèn vàng thuyết trình về bức hình của đội em. Các bạn thử nhìn lên trên bức hình trên đây thì theo mấy bạn là những bạn nữ này đã vi phạm những gì? Sau khi nhìn đến hình này thì các bạn nữ này đã không ngồi đúng số lượng người trên xe mà ngồi quá đông, và khi đi xe là không được mũ bảo hiểm sẽ dễ gây ra tai nạn. Xin cảm ơn ý kiến của bạn. Theo ý kiến của mình, khi mà tham gia giao thông thì ba bạn nữ này đã vi phạm ba lỗi. Phần thứ nhất là về việc không đi đúng theo chở quá số người quy định. Đối với mức phạt này sẽ bị phạt từ 300 đến 400 nghìn đồng mỗi tùy. Lỗi thứ hai chính là việc không đội mũ bảo hiểm khi đi khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề nguyên khổ của các bạn học sinh. Những lỗi này sẽ bị phạt từ 150 đến 250 ngàn đồng tùy trường hợp. Và lỗi chính là vì mấy bạn nữ này cũng chưa đủ tuổi để tham gia giao thông. Lỗi này sẽ bị phạt thêm mức cảnh cáo. Theo mình, khi mà tham gia giao thông thì các bạn cần phải biết những cái một số luật cơ bản như là việc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không được đánh võng, không được đi hàng hai hàng ba để không có gây tai nạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chương trình này của bạn. Theo mình xin mời đội đại diện của đội văn hóa giao thông. Xin kính chào quý thầy cô và các bạn có mặt trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 94 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Phương. Hôm nay em xin đại diện đội văn hóa giao thông bình luận về bức tranh với chủ đề học sinh và văn hóa giao thông mà do nhóm em đã chuẩn bị. Các bạn hãy chú ý lên bức tranh ở trên bảng tin tức và cho mình biết là các bạn học sinh ở trên đây đã vi phạm hay là tuân thủ luật giao thông và những hành vi vi phạm và tuân thủ đó là gì. Mời các bạn cho phát biểu ý kiến. Mời bạn Quân. Theo mình thấy thì ở trong trang này các bạn học sinh đã tuân thủ
đi đúng đường dành cho người đi bộ, và khi đi các học sinh đã có người lớn đi kèm. Ý kiến của bạn là đúng, còn ai có ý kiến gì không? Nếu không còn ai có ý kiến thì mình xin bổ sung thêm một số ý và hệ thống lại những cái ý mà bạn Vy Quỳnh vừa nói đúng. Đó là khi tham gia giao thông thì chúng mình nên đi trên lề đường, chẳng không nên đi dưới lòng đường, bởi vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của mình và mọi người xung quanh. Khi tham gia giao thông, chúng ta cũng cần tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đó là đèn đỏ thì dừng lại, đèn vàng thì đi chậm và đèn xanh thì đi đúng theo vận tốc của con đường. Mặc dù chúng ta chưa đủ tuổi để điều khiển một phương tiện giao thông, nhưng mà khi ngồi đằng sau người lớn hay là cha mẹ thì chúng mình vẫn phải chọn lựa thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho tính mạng của chúng mình. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Các bạn có nghĩ là mình còn thiếu hay là cần bổ sung gì không ạ? Và điều kiện. Theo mình là không. Đúng rồi, thường thì mình nói mình đến đây là đầy đủ lắm rồi, đúng không ạ? Dạ, xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn thường trình độ của mình, con lấy cho con. Xin mời mọi người bảo. Mọi người biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
phạm đó là đi dạo hàng ngày, đi vào hai đầu ba. Bởi vì các bạn chẳng trong bức tranh này còn vi phạm là không đổi mũ bảo hiểm, chưa đủ độ tuổi để đi xe máy. Là các bạn cùng nhau tuyên truyền mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Vậy là chúng ta đã đi được hơn 2/3 chặng đường rồi. Qua đó chúng ta đã thấy được an toàn giao thông với cuộc sống chúng ta quan trọng như thế nào. Để tuyên truyền mọi người cùng thực hiện văn hóa giao thông thật tốt, chúng ta hãy cùng nhau cho một tràng vỗ tay thật lớn để bước vào ngày vỗ tay nhé. Ở phần thi này, đúng rồi, cần lưu ý, ban giám khảo xin cho tinh thần tập thể của các bạn. Như vậy, đội nào có tinh thần tập thể cao thì chắc chắn nhóm đó sẽ được đạt điểm cao. Xin mời các bạn đến với phần trình bày của đội Đèn Vàng với bài hát Đi Bộ An Toàn. Thank you.
vấn rất là đáng. Như vậy các bạn giám khảo này cô Hoài đã có
mà chúng ta tham gia cái phương tiện đó, đó là chúng ta gì, học sinh chúng ta chưa đủ tuổi để ta tham gia phương tiện xe máy thôi, chứ không phải là chúng ta không được tham gia giao thông nhé. Đó rồi, cái phần tiếp theo là cái bài số 2 trong cái thời gian sắp tới á, là hoạt động tiếp theo chúng ta là cái bài số 2 là thầy sẽ phân công là bạn Nhi á và bạn Quý An sẽ chuẩn bị cho thầy cái gì, bài tập tình huống xảy ra ở bài số 2, và tổ 2 và tổ 3 là chúng ta sẽ tập gần, chúng ta chuẩn bị những cái bài mà bạn hai về thực hiện về giao thông. Thì sau cái tiết này thì cũng xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đối với các thầy cô của khối 9 đã cho các em giúp đỡ lớp thứ 4 về mặt trang trí, lớp thứ 7 là cho lớp thứ 4 về phần nhạc nhẹ, rồi cô Trâm và một số thầy cô chủ nhiệm khác chuẩn bị cái phần hỗ trợ cho lớp thứ 4 trong một thời gian rất là ngắn. Trong tuần vừa qua thì các em có rất nhiều bài kiểm tra và các em phải nhận được cái bài hoạt động thời gian để chúng ta chuẩn bị hoạt động này. Nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi hơn thì nghĩ các em sẽ làm tốt hơn. Nhưng đối với thầy, cái tiết học ngày hôm nay đã thể hiện được cái sự cố gắng và cái sự tự tin của các em rồi. Qua tiết học này các em sẽ có những cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết của các em trong một lớp học cũng như các bạn ở lớp khác. Thì hy vọng rằng qua tiết học này các em sẽ duy trì và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện cái tiếp theo. Xin lỗi. Vòng số 1, vòng số 2 và vòng số 3 thì các đội của chúng ta ngang tài ngang sức với nhau. Tuy nhiên đến vòng số 4 ở cái vòng khám phá bí mật thì đội vàng đã có một cái sự bứt phá lên rất là tốt, đây là cái số điểm của đội vàng tăng vọt lên. Tôi xin công bố số điểm của bốn đội như sau: đội đèn xanh 101,5 điểm, đội văn hóa giao thông 142 điểm, đội đèn vàng 220,5 điểm, đội đèn đỏ 146,5 điểm. Kết quả như sau: hạng nhất đội đèn vàng, hạng nhì đội đèn đỏ, hạng ba đội văn hóa giao thông và khuyến khích là đội đèn xanh. Xin cảm ơn quý thầy cô và các thầy cô. Lên để nhận quà. Cố gắng những hoạt động sau sẽ làm